xin thay mặt ông bà con cảm con xin thay ông bà cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị đã gửi con chào hát đây chào. Quý ông bà hát đây quý ông bà ông bà cô chú anh chị chép hát con cảm ơn lê hát này mấy con cảm ơn quý ông bà con bà cô chú anh chị ở mắt con chào tạm biệt quý ông bà con bà má hót này con chào quý ông bà con bà vẫy tay này con chào quý ông bà con chào ông bà cô chú cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Và một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục là lên trên nhà của em Quân và thăm em Quân với lại ông bà một chút cô bác ạ. Tại vì thời gian hôm qua thì cháu Lực có một số công việc thì thành ra là bận không có lên chia sẻ được cái hoàn cảnh của em Quân. Thì chiều tối hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của em Quân đấy các bác. Và cháu Lực lên thì cũng kèm theo là có một cái phần quà của các bác ở dưới của cô Hương. Cô có gửi cho em Quân và em bé này. Ở đây thì cái phần quà này thì cháu Lực nhận được là một thùng. Và cháu Lực thấy ghi ở ngoài là bảo cái trong đồ bánh kẹo đấy các bác. Thì để chia cho các bạn nhỏ mà đi đường cháu Lực gặp đấy các bác. Ở đây thì có mấy bạn nhỏ là đi học về này cô bác này. Đi học về à? Vâng. Ăn kẹo không? Có. Đây, đợi chú một tí. Đây, chú lấy kẹo cho. Năm nay học lớp mấy rồi? Lớp 1. Lớp 1 rồi á? Cả hai chị em à? Đây. Nó không biết chữ đâu. Không biết chữ á? Ôi, đi học gì mà không biết chữ này? Hả? À? Lần sau không được gọi là nó nhá, lần sau gọi là em nhá. Nhớ chưa? Năm nay thì học lớp 1 à? Được 6 tuổi à? À? Là tên là gì? Lê Văn Toàn. Lê Văn Toàn à? Đây chú cho này. Đấy, xin. Cháu xin. Rồi. Nào gọi các bạn kia ra đây nữa, chú chia nó cho. Đấy, nhanh lên đây, nhanh lên nào. Chú chia thạch cho nào. Đấy. Tên là gì? Lê Thị Quyết á? À, Nguyễn à? À, thế bạn này thì năm nay học lớp mấy rồi? Lớp 2. Lớp 2 à? À đây, chú cho này. Xin chưa? Xin chú ạ. Rồi, đây. Bạn này năm nay học lớp mấy? Hả? Lớp 3. Lớp 3 là lớp 2? Lớp 2. Đây, ba bạn gái này là học lớp 2 à? À, có một đây là em trai của ai? Của em à? À, của cháu à? Đấy, đây, chú cho này. Đấy các bạn ở trên vùng cao ấy cô bác. Thì rồi mỗi người là một cái ô để đi học này. Đấy. Sắp đến nhà chưa? Nhà ở đây à? Chào nhá. Nhá. Rồi đi đi. Rồi đi đi. Đấy các bạn nhỏ ở trên vùng cao cô bác thì hầu như là đều là đi bộ hết cả. Và các bác ở trên vùng cao thì cũng chuẩn bị là đến một mùa gặt rồi cô bác. Trong xóm của em Quân đang ở thì có thể là có một vài số bạn nhỏ này cô bác này. Vừa rồi thì cháu Lực gặp là 4 người. Trời. Có vẻ như là ai đang nhắc đến cháu Lực hay sao rồi. Không biết là cái điểm lành hay điểm tốt nữa cô bác. Không biết là điểm nó lành hay là điểm xấu nữa. Hay ngôi nhà của em Quân thì được nằm ở tít ra trong kia này cô bác này. Hay có vẻ như là được nhìn thấy bé Hữu ở trên kia này. Hay không biết là bé Hữu đang xách cái con gấu bông đi đâu hay sao ấy cô bác.
hay cả bà nữa. Hiếu đi đâu ấy? Hả? Đi đâu? Đi đâu? Ui, quần áo của bé Hiếu thì ngắn hết rồi cô bác. Bây giờ này? Thiếu năm á, phải đi ra thiếu năm này. Thế này thiếu năm á? Nữ mấy năm rồi đấy? Ồ, ồ. Nào Hiếu chào nào, khoanh tay nào. Khoanh tay một tí chú bánh. Này, khoanh tay một tí chú cho bánh nha. Đây. Khoanh tay đi, khoanh tay chú bánh. Khoanh tay. Khoanh tay. Bái cần nữa. Ờ. Cái tia ra thiếu năm này nay mà ý quân một về thiếu ai quân về đó lẻ. Quân ơi. Đấy bà thì đi ra tiếp bên kia để xanh nước của bác ạ. Đấy cả bé Hiếu nữa. Ở trên này thì không có nước à quân? Không ạ, nước này không phải nước sạch ạ. Không phải nước sạch á? Ừ. Rồi anh chào quân nhá. Em chào anh ạ. Rồi nào đeo cái này vào. Đeo cái này ở cổ cho nó gió hơn. Rồi. Con chào quý ông bà, cô chú anh chị ạ. Đấy rồi, vậy bà phải ra tận bên này để xanh nước à? Vâng. Hãy đi. Thế bà thì ra bên này để xanh nước ấy cô bác. Quân thì vừa làm gì xong ấy? Em vừa thái cỏ xong. Vừa thái cỏ á? Vâng. À. Cái tách trên kia thì không có sạch à? Không ạ. Cái tách trên kia là nước bẩn à? Vâng ạ. Rồi. Nào, dạy Hiếu chào đi. Khoanh tay nào, khoanh tay. Con chào. Này, thì chú cho bánh nhá. Eo chào trưởng hậu. Thì chú cho bánh. Cú cảm hậu. Lấy con chào này. Chào bạn. Chào đi, khoanh tay. Khoanh tay cái xem nào. Lớn à. Khoanh tay cái xem nào. Này. Chào đi. Khoanh tay một tí chú cho bánh. Này, đang bảo. Trưởng hậu này, eo ảo. Con chào. Kéo quần em lên cao tí. Hỡi cả rốn rồi. Được. Nào, chào đi, nào khoanh tay. Được, khoanh tay đi, chào đi. Con chào. Con chào. Đây, chú cho thạch. Nói chú cho thạch đây, chú cho bánh nhá. Này, hôm nay chú có rất nhiều bánh này. Hát à? Hát. Con chào. Hát mà. Con chào. Con chào. Nói đi. Hát mà. Thế mà. Anh có vẻ như là một hai hôm không có lên, thành ra là bé Hiếu không có nói chuyện đâu cô bác. Tại đây thì hầu như lần nào thì cũng lên cũng xuống này để xách nước à quân? Vâng. Bà thì chỉ có ra đây này hứng để xách được từng xô một, từng nửa xô về thôi cô bác. Bà thì cũng không xách được nhiều. Như cái tách này thì nước này không sạch à? Không ạ. Nước này lấy chỉ lấy về lấy làm nước đun cám lợn cho lợn thôi ạ. Ồ. Thế còn cái nước sạch là mình phải đi xuống cái xách à? Vâng. Mày cứ thôi. Hôm nay thì mấy hôm nay ở nhà thì đi làm cái gì? Em ở nhà cắt cỏ, đi lấy cho lợn cho bò với lợn thôi ạ. Cho bò với lợn à? Vâng. À, vừa rồi thì cô đang chuẩn bị, giờ là em đi lấy rau lợn à? Vâng. Đấy, hôm nay thì anh lên thì cũng có đem theo một phần quà nữa. Cô Hương, cô có gửi cho em và bé Hiếu. Vâng. Đấy. Bà thì đang làm những công việc ở ngoài kia cô bác. Bây giờ thì cũng muộn rồi đấy, cho nên là còn trời đang sáng thì cứ tranh thủ để mà làm. Đấy. Đấy, cái phần quà này, phần bánh kẹo này thì được cô là bánh kẹo của cụ chùa Đình xá Canh Nậu Yên Thế Bắc Giang là gửi cho em Quân, và kèm theo đó là thêm một chút là quần áo nữa. Bà thì đang đến giờ chuẩn bị nấu cơm à? Vâng ạ. Rồi. Đấy, đây là một chút là bánh kẹo nhá. Có cả thạch nữa, đây này. Đấy, đây thì là các bà ở chùa Đình, các bà ấy gửi cho. Nào, bé Hiếu ăn không? Hả? Có mà. Hả? Mà này. Chua bánh hở nào bác? Ở bà để nên mà con chào đi chứ hả? Chua bánh hở? Chua ảo chứ hả? Trẻ con thì phải dạy. Con chào. Từ từ thì bé mới nghe lời được. Hả mà. Con chào. Đấy. Như nếu mà anh không lên thì bé Hiếu có nói không? Có à? Vâng. Chắc là do là mấy hôm nay anh không lên ấy, thành ra là ngại anh đúng không? Vâng. Này xin này, chú cho kẹo này, xin hai tay. Đấy đúng không? Phải xin này. Khoanh tay chú cho kẹo, khoanh tay. Con chào. Khoanh tay đi. Khoanh tay rồi chú cho kẹo. Con chào.
Đấy, bé Hiếu thì phải nói chàng. Một lúc quen quen rồi thì bé mới chịu được, khoanh tay được cô bác. Hôm nọ thì như kiểu là một mình bé ở nhà, thành ra là cháu được lên. Cũng xưa cháu thì... Nào má, nào khoanh tay tay nào, chú cho cả thạch nữa này. Đây, nào, xin chú cho cả thạch nữa. Này, này. Đấy, chú cho cả thạch này. Có muốn ăn thạch không? Có. Ăn thạch không? Có ạ. Hả? Có ạ. Hả? Ăn thạch nhá. Đây còn đây, bánh này thì cho ông nhá. Này, cùng. Đấy, đây thì có cả bánh nữa này. Đấy, bánh kẹo này thì cho ông bà nhá. Đấy. Này, đấy, xong rồi tí cho cả bé Hiếu nhá. Đấy, và kèm theo cả thạch nữa này. Đây, đấy, bóc ra cho em ăn đi. Và kèm theo đó thì các bác có gửi cho em Quân là thêm 1-2 bộ quần áo nữa này. Đấy, như Quân thì xem cái áo này xem nào. Bộ cũng bà hơn. Dạy dạy em xin đi. Đấy, đây xem nào. Đấy, áo đấy thì cái áo này thì đến mùa thu thì mặc rất là đẹp luôn nhá. Em thử mặc thử xem. Không đấy, cái biển đấy, áo này thì rất là vừa em Quân luôn rồi cô bác. Đấy, áo này bây giờ thì đang chuẩn bị đến mùa thu ấy thì em sẽ mặc cái bộ này luôn nhá. Đấy, rất là đẹp, không có thích không? Có. Có à? Đấy, đây còn là nữa này, đây còn là quần bò nữa này. Đấy, đây có cả áo nữa này. Đấy. Đây có cả áo nữa nhá. Đấy, và đây thêm một cái áo cọc tay nữa này. Đấy. Ông bà thì hôm nọ cũng được rất là nhiều cô bác gửi cho rồi. Thành ra là hôm nay những cái bộ đồ này chỉ là vừa em Quân hết thôi cô bác. Đấy. Và cái phần quà này, những cái bộ quần áo này thì là cô Hương nhá. Cô Hương là gửi cho em, anh thì gọi là cô, em thì chắc phải gọi bằng bà rồi. Đấy, và bánh kẹo này thì cũng được là bánh kẹo của các cụ chùa Đình, Xá Canh Nậu, Yên Thế, Bắc Giang là gửi cho em Quân với lại bé Hiếu này. Đấy. Em bóc bánh ra để cho ông bà ăn đi. Đấy, bây giờ thì cũng chuẩn bị là đến giờ của các em ăn cơm rồi cô bác. Bây giờ thì cũng chuẩn bị đến giờ là gia đình em Quân là ăn cơm rồi cô bác ạ. Đấy, bà thì đang nấu cơm này cô bác này. Bà thì một cái dáng người mà phải nói là rất là nhỏ thôi. Vừa rồi thì cháu Lực có bắt gặp là bà là đi xách nước ấy cô bác. Con mic bên đây ạ. Bé Hiếu thì hôm nay sao đấy hả? Hôm nay bị làm sao đấy? Khóc à? Không biết ạ. Nào lấy thạch cho em một cái đi. Đây nào. Đây. Đây. Cắm nè, cắm nè. Cũng có thể là bé Hiếu bớt sau này sẽ rất là bướng cô bác. Nhưng mà bây giờ bé Quân phải dạy từ từ, phải dạy em rất là nhiều nhá. Vâng. Mặc dù là hai anh em cùng cha khác mẹ cô bác, nhưng mà em Quân rất là dành tình cảm cho bé Hiếu này. Đấy, nào đừng có khóc nhá. Khóc là tí chú không cho bánh đâu đấy nhá. Quân thì gửi một lời cảm ơn tới bác nhá. Hãy gửi một lời cảm ơn tới bác Hương. Em là thay mặt ông bà này, thay mặt bé Hiếu nhá. Con xin thay mặt ông bà, con xin thay ông bà cảm ơn quý ông bà, cô chú anh chị đã gửi quà cho em, cho con. Con rất biết ơn tất cả cô chú anh chị luôn gửi những món quà và quần áo cho con ạ. Thì có vẻ là bé Hiếu bóc cho bé Hiếu đi, bóc cho em đi. Đấy, hai anh em thì mặc dù là cùng cha khác mẹ cô bác rất là thương yêu nhau. Thế như Quân thì mẹ của bé thì có bao giờ điện thoại về không? Không ạ. Không à, không điện về à? Không. Một lần em gọi đi bảo là cho gọi mẹ, xong là
về căn cứ công dân lên để làm giấy khai sinh cho em. Thì mẹ của em gọi xong là tắt luôn, không nghe máy. Tắt luôn à? Đúng. Ồ, thế là từ đấy không có có biết tung tích gì của mẹ bé Hiếu không? Không ạ. Xong là lên cho công an gọi thì mới gửi lên cho. Mới gửi lên cho à, là gửi lên cho để làm căn cước rồi đúng không? Ừ. Thế bây giờ là gửi lên để làm cái giấy khai sinh đúng không? Ừ. Bây giờ thì làm xong hết rồi đúng không? Đang đợi để lấy được. Đang đợi để lấy thôi à? Ừ. Ờ. Đấy, bây giờ thì cô bác bé Hiếu cũng đã có giấy khai sinh rồi cô bác. Có thể như hôm nay là bé Hiếu lâu mấy hôm rồi không gặp cháu Lực cho nên là có thể bé là rất là sợ. Đúng không? Sợ à? Hả? Ừ. Có sợ không? Mình có sợ mà hát lên mà hát mà hát được là lắp cái quân ồ. Ồ. Em có cho tụi này lên bảo hơi vú rồi nó. Nó lên mà hát ồ mà nè ồ. Chút cái ồ ồ. Lên bảo hơi mát. Cảm đẹp. Tốt phần tâm hơi năng này mất đi cà chào mà cà chào ồ. Con chào. Hát được. Con chào. Hát lắm mà. Con chào mà. Hát được. Hay mà con chào mà. Hôm nay thì cháu Lực cũng đã đem cái phần quà của cô Hương với lại cái phần quà bánh kẹo của các cụ chùa đình ở bên Bắc Giang tới cho em Quân với lại bé Hiếu với lại ông bà nữa. Bây giờ thì cũng khá là muộn đấy cô bác. Thành ra là em Quân cũng phải đi lấy rau lợn nè. Ừ. Bà thì bây giờ chợ bà nhà nấu cơm à? Ừ. Thế thì bây giờ đi tận đâu đấy? Xe kia. Đi à? Ờ, thế đi. Hiếu thì hôm nay sao đấy hả? Hôm nay sao đấy? Chắc lâu không gặp thì chắc lâu lắm là không gặp nên sợ rồi nha. Đấy, đấy. Thời gian qua thì cháu Lực cũng bận một chút công việc ấy cô bác. Thành ra là không có lên được nhà bé Hiếu thường xuyên. Như hôm nọ cháu Lực chia sẻ lên thì cô bác cũng đã biết rồi. Phải nói là một sự thay đổi của bé Hiếu rất là nhanh luôn. Đi học được có 2 hôm thì bé cũng đã có thể là biết nói tiếng Kinh một chút rồi cô bác. Nhà chú này thì mấy hôm nay đi đâu rồi? Lúc đấy lên trên kia làm thuê. Cho nhà trong nhà cho. Em mà thường thường là đi tận đâu để lấy rau lợn? Dưới này. Dưới này à? Ừ. Nhà em thì bây giờ còn bao nhiêu con lợn? Còn một con thôi. Còn một con lợn à? Vâng, hôm trước. Bây giờ nếu mà có, bây giờ mà có thêm thì em có nuôi được không? Có. Có à? Vâng. Hôm nay thì cháu Lực cũng có một cái tin vui nữa là muốn nói với lại ông bà của em Quân với lại của em Quân nữa. Thời gian tới thì em Quân với lại ông bà sẽ có thêm một hai cái con vật nuôi để mà em nuôi nữa. Như bây giờ thì phải nói là mọi cái công việc thì đều là do em Quân là làm hết thôi cô bác ạ. Ông với bà thì chỉ có phụ được em Quân làm một chút thôi. Thế buổi sáng thì em đưa bé Hiếu đi học hay là bà đưa đi học? Sáng nay thì bác trên kia gọi đi cùng trên kia cùng làm thì cho bà đưa đi ạ. Sáng nay thì em đi làm à? Vâng. Em sáng nay thì em đi làm cái gì? Sáng cùng bác đi hộ nhà họ trên kia làm nhà. Thế nhưng mà rau lợn của em có một chút này thì nếu mà mua thêm thì có liệu thì có để có đủ để cho nó ăn không? Dưới kia còn nữa. Dưới kia còn à? Vâng. Nhưng mà bây giờ lợn mà cho ăn toàn là cho ăn những cái cây rong này thì liệu là nó có lớn nổi không? Có. Có á? Vâng. Bây giờ mà để mà lấy tiền đi mua cám thì lại không có nhỉ? Vâng. Lấy rau này xong là nhà có một ít ngô nữa. Lấy niền về cho. Là lấy niền cái bột ngô đúng không? Vâng. Thế bé Hiếu thì bây giờ là cùng ông với bà là ở trong nhà nấu cơm rồi. Nhà em Quân là sắp được đến mùa gặt chưa? Bây giờ còn chưa đâu. Còn lâu nữa à?
Thế như cái phần bên cái ruộng này không phải của nhà em à? Không, đây là của nhà ông ở tít bên kia. À. Như bẻ hiếu thì họ có một hôm thôi à? Vâng. Cái đấy thì em phải lấy bẻ nó mới ra chứ. Đừng có lấy giật thế là nó bung cả dế nó lên đấy. Vâng. Em thì sáng nào cũng dậy thì sáng nào cũng tự biết nói, nhưng mà anh lâu không lên thì chắc là sợ không dám nói. Chắc là sợ anh lại không dám nói à? Vâng. Hai hôm nay thì anh cũng có một chút công việc ấy, thành ra là anh không có lên được. Vâng. Như nhà sử thì anh cũng không có lên được ấy. Vâng. Bà Hiếu về đi học được một tuần rồi nhỉ? Vâng ạ. Hôm nay là thứ đến hôm nay là được một tuần rồi đúng không? Vâng ạ. Đây lớp block. Lấy một ít như này thôi à? Hả? Lấy một ít như này thôi à? Vâng ạ. À. Có một con thì chỉ có lấy một ít là xong rồi đúng không? Vâng. Thế cái nước này thì không có dùng được à? Không ạ. Nước này là nước bẩn à? Vâng. Thế ở trên kia không có cái nguồn nước sạch nào à? Không ạ. Thế cái ống nước mà nãy em lấy ở kia là ống nước của nhà ai? Ống của nhà ông lúc đấy em nói được tí bên kia. À, thế là xin của người ta thôi à? Vâng. Ui. Thế là mỗi lần mà nấu cơm là phải đi tận dưới kia để xách nước lên à? Vâng. Ở trên kia thì không có một nguồn nước sạch nào à? Không ạ. Mà đến tận hôm nay thì cháu Lực lên trên này thì mới biết là em Quân đi xách nước rất là xa này. Cái anh này là ở bên kia à? Vâng ạ. À. Hôm trước bác bảo là... Hả? Hôm trước bác trên kia bảo là xách dưới kia cũng mệt. Thì lúc nào nếu mà bác có tiền nhiều thì bác cho vay một ít để làm một cái giếng bên kia, sau là bơm nước nhà bác xuống. À. Thì nhà bác trên kia được giếng đầy thì bơm xuống dưới này. Thế như bác không muốn đến ai? Thế như anh nhìn thấy đằng sau nhà của em là bị sạt à? Lại bị sạt à? Ôi rồi, đằng sau nhà thì lại bị sạt thêm rồi cô bác này. Hôm nào bị sạt? Hôm qua rồi. Tối hôm qua mới sạt à? Vâng. Tối hôm qua trên này mưa khá là to à? Vâng. Của nhà em Quân thì ở đây này cô bác này, lại tiếp tục là bị sạt xuống rồi. Ừ. Và còn rất là may là nhà em Quân còn đào chỗ này rộng ra, rất là rộng. Thành ra là bị sạt cho nên là không có đến nhà. Nhưng mà nếu mà bị sạt ở tít trên kia xuống này cô bác này thì có thể là rất là nguy hiểm đấy. Như hôm qua bị sạt ở chỗ này thì có dám ngủ trong nhà không? Không. Không á? Vâng. Hôm qua đi đâu ngủ? Hôm qua thì ra nhà chú, vẫn ra nhà chú ngủ chứ ạ. Ra nhà chú ngủ à? Vâng. Uầy. Nhà chú ở đây cũng, buổi tối cũng không dám ngủ mấy đâu. Ở đây toàn là sắt thế này thì có sấm. Một hôm đang ngủ thì sấm làm cái bóng điện vớ. Vớ á? Vâng. Ôi dồi. Thế là cháy luôn. Thế là đến mùa này mà cứ đến mùa mưa thì không dám ngủ ở trong nhà luôn à? Ôi dồi ôi. Cái chỗ này thì thưa cô bác, nếu mà bị sạt là tít trên phần kia xuống thì nó sẽ có thể là bị lấp ngôi nhà luôn. Thành ra là đêm em Quân là không có dám ngủ cho mấy. Phải nói là đêm đang ngủ mà có những cơn mưa to ấy. Thành ra là có những cơn mưa to thì ra là không có dám ngủ ở trong nhà luôn. Bạn bè thì người ta là đang đi học, còn mình thì phải ở nhà lo rất là nhiều thứ cô bác ạ.
chỗ này là đủ một con lợn để ăn rồi à? Vâng. Lợn của nhà em thì có bao giờ có cám để mà cho nó ăn không? Chưa. Chưa, nó chưa bao giờ ăn cám à? Chưa. Con dao đấy có vẻ sắc không đấy? Anh thấy băm mạnh đấy. Nó không sắc mấy đâu. Em làm công việc mà đâm dao lợn này thì biết làm từ năm bao nhiêu tuổi rồi? Em thì biết từ năm lớp 6, lớp 5 ạ. Lớp 5 là biết làm rồi à? Ừ. Đến lúc mà em bỏ học là em ở nhà là làm luôn những cái việc này à? Vâng. Lúc nào rảnh thì em đi chăn trâu. Lúc nào rảnh thì là đi chăn trâu à? Ừ. Nhưng mà nhà em có trâu không? Không ạ, lấy bò, nhưng nó bò đi họ lấy cho vì nuôi nhờ. À là mình làm, có nghĩa là mình đang nuôi thuê bò của người ta đúng không? Ừ. Để mình lấy con của nó đúng không? Ừ. À. Một cái cậu bé mà đáng lẽ ra là bây giờ là đang đi học và đến lớp 9 rồi cô bác này. À, nhưng mà em mới phải bây giờ là không có đi học được nữa rồi cô bác. Em ấy cũng bỏ nghỉ. Em ấy cũng nghỉ học từ rất là lâu rồi. Và bây giờ thì ở nhà có ông này, có bà này, cộng thêm một đứa em gái nữa. Thành ra là em Quân không có dám để mà đi học nữa. À, rất là may là em Quân còn học đến lớp 5 thì biết chữ này, biết viết này. Nãy vừa rồi thì em đi hộ nhà người ta thì đến mấy giờ về? 3 giờ à? Là đi hộ người ta thì làm, em làm những công việc gì? Em được B-Pro. B-Pro à? Ừ. À, là nhà người ta dựng nhà mới đúng không? Họ đang chuẩn bị làm nhà mới thì họ làm cái tám. À, làm tám. Làm cái lán để ngủ đúng không? Ừ. Như em còn nhỏ như này thì cũng đừng làm những công việc nặng quá nhá. Vâng. Chỉ làm những công việc mà vừa sức của em thôi nhá. Vâng. Em mà bây giờ mà em cứ cố làm những công việc mà thí dụ mà bây giờ người em 20 cân mà em vác hẳn tấn 30 cân là sau này em sẽ phát sinh ra rất là nhiều căn bệnh đấy. Vâng. Bây giờ mà bảo là không cho em làm ấy thì cũng không có được cô bác. Không có làm thì bây giờ không có ai để mà làm cho em rồi. Nếu mà bây giờ không đi làm cho người ta thì sau này nhà mình có công việc gì thì người ta lại không về đúng không? Vâng ạ. Thấy bé Hiếu thì cũng nhìn thấy em Quân là đang băm dao lợn ra đây nào. Là nghịch cái gì đấy hả? Hả? Hiếu nghịch cái gì? Hiếu nghịch cái gì đấy? Bé thì nhìn rất là tội cô bác. Chỉ nghĩ đến cái cảnh mà người mẹ vô tâm của em ấy bỏ đi rồi, người mẹ vô tâm của bé Hiếu bỏ đi có thể nói là rất là nhẫn tâm luôn các bác. Không biết là sau này lớn lên rồi thì mẹ có về tìm lại bé Hiếu không. Bà thì bây giờ đang nấu cơm để cho em Quân là làm rau lợn này thì tối có nấu luôn không hay là để sáng sớm mai mới nấu? Sáng sớm rồi. Để sáng sớm mai là mới nấu à? Được. Em thì ở khu này thì có bạn bè của em không? Không. Không có à? Thế em có chơi với hai không? Không. Không á? Vâng. Thế thì mỗi khi em đi đâu chơi với bạn bè? Không, ở nhà chơi.
chơi thôi. Ở nhà là tự một mình, là tự thu mình lại à? Ở đây thì không có ai để bằng tuổi à? Không. Thì em nếu mà không cảm thấy không có bạn bè thì cứ coi anh như là một người anh. Đấy, có cái chuyện gì thì cứ chia sẻ cho anh. Cái dây khoai lang này thì đi tận đâu để lấy về? Nhà em trồng được một ít. Nhà trồng được một ít à? À, trồng ở tận đâu? Em trồng bên kia. À, cái chỗ thở ngô bên kia à? Vâng. À, trời bây giờ thì cũng khá là tối rồi cô bác. Bây giờ thì gần là 6 giờ rồi. Hiếu đói chưa? Hả? Đói chưa? Đói chưa? Đói chưa? Nói chú nghe nào, nó đói chưa? Đói chưa? Cái tóc thử bắn ra. Hả? Mau cứ chào á, khoanh tay đây. Khoanh tay chú rằng em phục chú tôi tổ thử ạ. Khoanh tay đây, khoanh tay. Khoanh tay chú thử mà, khoanh tay. Khoanh tay, khoanh tay, khoanh tay chú thử ạ. Khoanh tay, khoanh tay. Khoanh tay phục chú thử ạ. Hó lắm ạ, tay lắm ạ. Khoanh tay này phục chú thử ạ. Khoanh tay mà, khoanh tay phục chú thử ạ nè. Tổ mua máu này nè. Băm như thế là đủ một con để ăn rồi à? Vâng. Đến dân vậy mà, xem một tôi khoanh tay, dân này. Dân này. Lên về. Và mà. Làm hết chỗ này đấy. Làm băm hết à? Vâng. Cái chỗ cám lợn này thì đủ một bữa cho nó ăn hay là đủ cả ngày? Đủ cả ngày ạ. Đủ cả ngày cho nó ăn à? Ở đây thì mình có lấy cái gì trộn cùng nó nữa không? Lấy cám. Lấy cái bột ngô à? Vâng. Lấy bột ngô để trộn cùng à? Vâng. À là cám ngô đúng không? Ôi hên lục cô. Cái rong đỏ này thì ngứa lắm à? Vâng. Ở nhà thì không có băng, không có găng tay à? Không. Ồ, chắc thì lần sau anh lên thì anh sẽ mua găng tay để cho em nhé. Đấy, cái cây rong đỏ này thì rất là ngứa cô bác ạ. À. Em Quân vừa bảo với cháu Lực đấy. Là cho vào cái nồi này để nấu à? Vâng. Nắm leo đi tông này ra. Tôi chờ. Bé Hiếu thì cũng ra đây để xem em Quân thung à. Để băm rau lợn cô bác. Tại vì ở trên nhà thì bà đang nấu cơm rồi. Phần phía bên nhà thì cháu Lực cũng nhìn thấy là cái bóng đèn mà năng lượng mặt trời được bác xin đi lê. Bác mua cho thì có thể nói là bây giờ em Quân sẽ không có quan dùng đến tới cái bóng điện mặt trời này cô bác này. Đấy, và phần cái chỗ ngủ của ông bà thì ông nội cháu Lực cũng bảo là em Quân là dùng cái tấm ở bên kia là để che vào. Đây, tối nay thì xem nào, đây là cái nồi cơm của gia đình em Quân này cô bác này. Đó. Đấy, bây giờ thì có thể nói là tiết kiệm cho em Quân rất là nhiều luôn về cái phần khoản mà cái tiền điện này cô bác này. Như là đến ban đêm thì mới nhìn thấy một cái căn nhà mà có thể nói là hở rất là nhiều. Như hôm qua thì em Quân có chia sẻ với cháu Lực rằng là cả đêm không có dám ngủ ở trong nhà luôn đấy cô bác.
Đấy, ở phần bên này thì không có một cái hành lang nào thì có thể nói là rất là nguy hiểm cho bé Hữu. Giông mà. Giông mà. Không giông thiệt. Có hai một chút thì no à. Này à. Thế bây giờ thì em này, là em Quân. Tôi tìm mùa à. Cái lúc sợ cái cú hù nên à. Ừ. Tối nay thì ăn cơm với gì hả Quân? Tối ăn cơm với rau muống. Với rau muống á? Ừ. Thế thịt thà thì hết rồi à? Còn một ít à? Còn một ít à? Ừ. Thế có muốn ăn cá mắm không? Có. Cá mắm là ông bà thì có ăn được không? Có. Có ăn được hết à? Ừ. Ừ. Thế thì mai anh mua xuống để cho một hộp cá mắm nhá. Ừ. Đấy. Tại vì cá mắm là nó sẽ được lâu hơn này cô bác này. À, bây giờ thì chắc là cũng để em Quân là nấu cơm, xong là cả nhà sẽ ăn cơm thôi cô bác. Cháu Lực cũng sẽ di chuyển đi về nhà thôi cô bác. Tại vì là bây giờ cũng là tối rồi. Cái đường hôm qua thì mưa rất là to, thành ra là nếu cháu Lực đi nó rất là trơn cô bác. Có lẽ là cái thước phim hôm nay thì cháu Lực xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác. Hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em cô bác. Con chào quý ông bà, cô chú anh chị ạ. Này. Con chào. Hát đây. Quý ông bà. Hát đây, quý ông bà. Ông bà. Cô chú. Anh chị. Con chào hát ạ. Con cảm ơn. Ừ, lấy hát này mới. Con cảm ơn. Con cảm ơn. Quý ông bà. Ông bà. Cô chú. Cô chú. Anh chị. Anh chị. Con chào tạm biệt. Con chào tạm biệt. Quý ông bà. Ông bà.